Vâng, anh em chúng tôi là muốn nói điều là mỗi người có một lý tưởng sống, mỗi người một cách nghĩ, một phong cách sống không ai như ai, nên anh em chúng tôi là luôn tôn trọng mọi người, ai cũng như ai cả. Và trong cuộc sống này lúc kia thì mỗi người một kiểu, nhưng mà anh em chúng tôi thì luôn luôn tôn trọng người khác và luôn luôn muốn người khác tôn trọng mình. Vâng, anh em chúng tôi đến với cuộc thi VME Idol tổ chức tại chợ phố chợ Chỉ Tin. Rất nhiều những anh tài như Tóc Đỏ, Quý, rồi là Minh Minh, V-Beat, rồi là Toàn, X-Kyne, rồi là rất nhiều các nhân tài nổi tiếng. Xin giới thiệu Cường Nguyễn chúng ta, rất chi là đẹp trai. Đẹp trai tứ thủ mình á, trên tay anh cầm chiếc kiếm mà đã theo anh suốt một chặng đường dài lịch sử. Vâng, đến hôm nay thì tôi múa nhưng mà do gõ vào quá nhiều vật như là bê tông, sắt thép nên giờ là nó tách rồi, nên quý vị có thể một thời gian tới là các bạn không được xem chương trình này nữa. Đến với chương trình là xem con người đất Việt như thế nào, về sức mạnh ý chí thép, sức mạnh ý chí đấu tranh giành sự độc lập, tự do, dân chủ, xã hội. Tôi biết bao nhiêu anh hùng đã hy sinh ngã xuống đổ máu vì đất nước. Tôi là như anh cứu người hùng. Và anh em chúng tôi muốn góp sức để nêu cao tinh thần Việt Nam, tinh thần võ sĩ đạo Việt Nam. Muốn nâng phong cách con người, lý tưởng Việt Nam, thanh niên Việt Nam lên thành một đạo. Đạo được sinh ra từ chính con người chúng bản thân chúng ta. Chúng ta học từ đâu? Chúng ta học từ chính bản thân chúng ta đó. Những cái gì gọi là truyền thống, những cái gì được gọi là truyền thống. Ví dụ như những cái mà nó thuộc về bên trong, trong con người chúng ta, nội tâm chúng ta. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Mạnh Hùng, tên Facebook của tôi là Quốc Hội Hùng. Chắc quý vị và các bạn cũng biết tôi rất thích đăng ảnh và đăng video. Đấy là sở thích của tôi, đơn giản là vì sở thích. Nếu mà các bạn xem video này thì đừng có chửi với tôi, bởi vì tôi sở thích của tôi là đăng video và đăng ảnh. Đấy, tôi là một con người đam mê nghệ thuật từ bé. Đấy. Và chúng tôi thì rất mong quý vị các bạn đưa những cái video mang tính cá nhân, phong cách cá nhân của các bạn. Ví dụ như những nhân vật Hollywood được xây dựng từ nhiều phong cách cá nhân. Ví dụ như Lý Tử Long luôn có cái này, gọi là phong cách của anh luôn hít mũi. Còn người sói luôn có cái kiểu như kiểu là, nói chung là mỗi người xây dựng phong cách cá nhân lên thì nó sẽ hay hơn. Và chúng tôi muốn đưa tất cả những cái gì thuộc về chúng tôi, ảnh ước là chúng tôi cho hết lên mạng để máy tính, để xóa hết trong máy tính đi, để bớt bộ nhớ đi. Để xem kỷ lục của Facebook là được bao nhiêu ảnh, nhưng mà trong quá trình bọn tôi tải lên chắc phải đến trên 10.000 cái rồi. Thế nên nhưng mà số ảnh nó không hiện tăng lên, chỉ vẫn 8, 8, 83. Nhưng mà số ảnh nó không hiện tăng lên nhưng mà tải lên vẫn tải được. Hình như Facebook thì tải không có giới hạn các bạn. Còn Gmail thì có, YouTube thì có 15GB miễn phí. Media thì có 50GB miễn phí. Cứ quay đi, cứ quay đi. Đừng rung máy, mày giữ chặt vào. Đấy. Ông tí mày thích quay thì anh quay cho. Quay video up lên Facebook luôn. Đấy, hôm đấy nổ. Mà tôi xin tự giới thiệu, đây là Thanh Côn của Lê Minh Hồ, ca sĩ nổi tiếng đất nước Trung Quốc của chúng ta. Thanh Côn này đã, nói chung là Thanh Côn này là rất được. Vậy tôi đã múa một bài Côn Nhị Phúc, khúc tuyệt đỉnh, học từ sư phụ Cường Nguyễn của tôi. Sư phụ Cường Nguyễn chúng tôi rất là chi là giỏi côn và giỏi kiếm. Tôi đã học được 1/10 của anh ấy, nhưng mà tôi đã gọi là cho đến bây giờ tôi cũng rất tự tin về bản thân mình, chính mình. Trong chương trình Cường Nguyễn Thái Âm Chân Kinh của chúng tôi thì chúng tôi
tuyển một vài diễn viên, nhưng mà hiện giờ là diễn viên rất thiếu sót bởi vì các bạn Việt Nam là hơi bị ngại, rất ngại lên máy quay. Riêng anh em chúng tôi là thật sự là muốn truyền bá con người Việt Nam lên hết các nước để biết đến, dù nghèo nhưng ý chí lớn, dù nghèo nhưng không hèn. Vâng, cứ nghĩ chúng ta rất đẹp trai, và tài ăn nói của anh gọi là đã được xếp hạng lịch sử của Hollywood, rất chi là đẹp trai. Đấy. Các bạn thấy anh có lãng tử không? Lãng tử cho anh Cường Nguyễn chúng ta một tràng pháo tay. Rất đẹp trai chúng ta. Mày nói đi, mày nói đi.